Hello, xin chào mọi người. Lại là em và từ đời sau vô cây đời lại đem đến cho mọi người một cái clip thú vị đây. Thì mọi người có thấy cái cây em đang cầm trên tay không ạ? Thì cây này thì em cũng giới thiệu với mọi người qua rồi, nhưng mà là một cái clip trước đó là cái loại về trậu đất. Còn đây là em đang giới thiệu với mọi người về cái cây này đang là ở dạng thủy sinh. Thì không để mọi người thắc mắc thì cái cây này đó chính là cái cây vạn lộc trắng. Cái cây vạn lộc trắng này thì nó là một cái loài thân thảo thuộc họ gáy và thường được rất nhiều giới văn phòng và giới phong thủy yêu thích hiện nay. Cái này thì nó trồng được ở cả hai dạng, nó là dạng thủy sinh và dạng đất. Thì dạng thủy sinh này thì nó trồng cái cây mini nhỏ như thế này thì trồng trong một chậu xứ nhìn màu xanh rất là đẹp với mọi người. Nó hợp rất là hợp với cái màu trắng xanh của cái cây này. Thì cái cây vạn lộc nhắc đến ý, thì mọi người hầu như sẽ chỉ biết đến đó chính là cái cây vạn lộc hồng rực rỡ, hay tạm gọi là cái cây vạn lộc hồng, vạn lộc đỏ. Thì ít ai biết đến được cái phiên bản vạn lộc trắng như thế này, nó rất là ít thấy. Và đặc biệt hơn, cái phiên bản hiếm thấy nhất đó chính là cái cây vạn lộc màu xanh. Thì cây vạn lộc trắng nó có một cái thân nhỏ ngắn tròn, thân chứa những chiếc lá lớn và tròn bầu chứ nó không có thân dài, và nó có một màu trắng nổi bật đặc trưng pha trộn giữa màu xanh xen kẽ đục đốm và rất là ít, khá là ít tại viền lá và cuống. Thì lá chủ yếu hoàn toàn là mang màu trắng, còn bên trong viền lá thì xuất hiện những đốm nhỏ màu xanh này, màu xanh dày đặc tạo nên sự ấn tượng và vẻ đẹp khác lạ cho cái loài cây này. Thì lá cây mọc đều ra các hướng, chúng có phần cuồng lá dài ôm trọn gốc, chúng cứng cáp và nâng đỡ lá. Lá của cái cây này thì dài hình bầu dục tròn và gọn lá nhọn, vân dài dài một chút, như mọi người để ý thấy rõ đúng không ạ? Lá của cây này thì vân dài thì rất là đẹp. Ngoài thủy sinh nó ra thì nó còn có thêm kiểu chậu đất như thế này, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Cái lá của nó màu trắng nhẫy bóng luôn, là đẹp luôn, rất là lạ luôn mọi người. Cái cây này, cái cây em cũng là rất là yêu thích thì nó rất là đẹp. Tuy nhiên ý, thì cái cây vạn lộc trắng này thì mọi người thường sẽ bị nhầm với cái cây ngọc vân trắng. Thì đây, cái cây ngọc vân trắng thì nó sẽ thường này nha mọi người. Mọi người để ý kỹ thì sẽ nhận thấy được thì ngọc vân ý, thì màu xanh nó sẽ xen lẫn nhiều hơn là màu trắng, và cái lá của nó sẽ thon dài hơn là cái lá của cây vạn lộc trắng kia. Thì ngọc vân trắng này thì màu xanh sẽ xen nhiều hơn và lá dài hơn. Mọi người để ý rõ thì mọi người sẽ nhận thấy được, vì nó cứ giống đến khoảng 80 đến 90% nhận. Thì nó cũng đều là cái cây có khả năng ra hoa được. Nếu mà chỉ có quan sát kỹ thì sẽ nhận ra rằng cái cây vạn lộc trắng lá nó bị bầu dục là mọi người vừa thấy rồi đúng không ạ? Thì hoa của cây vạn lộc trắng này ấy, nó cũng to hơn hoa của cái cây ngọc nhân. Và mô hoa mọc bên ngoài màu xanh thì cũng giống với vạn lộc đỏ, thì mô hoa nó có màu xanh bên ngoài. Chu kỳ đa hoa ở cái loài cây này thì tầm là 3 đến 4 tháng một lần. Còn hoa của cây ngọc hân ngân ý, thì sẽ thường hiếm thấy hơn, nên là thường cái cây này thường chỉ được chơi lá nhiều hơn là cái cây vạn lộc trắng. Còn hoa và cái mô hoa của cái cây ngọc ngân vừa rồi nó sẽ có màu trắng giống như cái mô hoa của cái cây hồng ngân vậy mọi người ạ. Vì ý nghĩa phong thủy của cái cây này thì thường mọi người sẽ rất là chú tâm về cái ý nghĩa phong thủy của loại cây này. Thì vạn lộc trắng nó ra một thứ dáng, mang một cái dáng vẻ thanh tao sang trọng ở trong cách bày trí, là loài cây tượng trưng cho tài lộc may mắn, đồng thời mang đến sự thành đạt hưng thịnh cho gia chủ. Ngoài cây vạn lộc trắng này sở hữu một hình dáng bên ngoài cũng giống với vạn lộc hồng, chỉ khác ở cái màu sắc chủ đạo. Thì mọi người chắc hẳn cũng biết vạn lộc hồng đúng không ạ? Thì nó tương đương như thế này, cái lá của nó giống như hoa hồng đậm đặc trưng, nhìn đẹp lắm mọi người ơi. Hai loài cây này đều là vạn lộc cả, nhưng mà nó chỉ khác về màu sắc.
lòng này cũng có hoa, đây bên em cũng có hoa nhiều ạ. Cái loài này thì dễ chăm và để ra hoa được thì nó cũng rất là dễ. Mà về cái ý nghĩa phong thủy mà em vừa nói ấy, thì cái cây vạn lộc không chỉ khác ở màu sắc chủ đạo mà ý nghĩa phong thủy của cây mặc dù tương đồng nhưng vẫn có sự khác biệt nhất định nha. Trong sự nghiệp ý, thì ngày nay người ta thường trồng cây vạn lộc để là nhà mang lại phong thủy cho gia chủ thuận lợi, công việc làm trở nên may mắn này, tài lộc vượng. Không chỉ thế, cái tên vạn lộc cũng mang một cái ý nghĩa tốt lành, cầu tiền tài cho gia chủ. Thường được xếp vào nhóm cây tài lộc và người người săn đón. Trong tình cảm thì với cái tên mang đầy ý nghĩa, cái cây vạn lộc cho những tặng cây vạn lộc cho những người thân yêu vào những dịp Tết này, sinh nhật này, tân gia hay là để khai trí thiên bàn là những sẽ nhu cử gắm đến những người nhận càng nhiều may mắn và thuận lợi cho cuộc sống. Về cái màu sắc xanh trắng óng hòa quyện bắt mắt như tán lá cây vạn lộc trắng thủy canh đi kèm với cái bình thủy tinh mà với là nước trong veo như thế này thì sẽ tạo nên được một cái cảm giác tươi mát đến sức hút ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên nha mọi người. Đồng thời cái cây vạn lộc còn giúp thanh lọc không khí này, mang đến cho gia chủ bầu không khí trong này thư giãn này, giúp hấp thụ các chất hữu cơ cùng với những chất gây độc hại, nâng cao sức khỏe cho người trồng. Cái cây vạn lộc này thì cực kỳ hợp với những người mệnh kim và mệnh thủy. Cây vạn lộc trắng ấy nó có một cái màu xanh với những màu trắng xen kẽ thì nó trong phong thủy được xác định là cái cây đặc trưng là màu trắng ấy. Mà màu trắng thì lại tương thích với cái mệnh kim, cũng tức tương ứng với những người có tính mệnh kim. Thì người trồng mệnh kim này thì trồng cái loại cây này ấy, thì sẽ cực kỳ phù hợp, mang lại tiền tài may mắn cho người trồng này. Bên cạnh đó, nếu xét về mối quan hệ sinh thức trong một ngày kim sinh thủy nên mà tương sinh, thì cây vạn lộc trắng này nó còn tương sinh với những người mệnh thủy là mệnh kim. Trồng cây này thì không còn gì hợp hơn. Cái cây vạn lộc nó còn thích hợp với một số tuổi đặc trưng, đó chính là tuổi Dần, tuổi Mẹo và tuổi Sửu. Sở hữu một chậu vạn lộc trắng trong nhà ấy, thì sẽ mang lại cảm giác bình yên này, không chỉ giúp cho gia chủ thu hút tài vận và xua đi những cái điều thị phi không may mắn, mà còn đem đến thành công lớn lao như là người trồng muốn như vừa tới. Còn cách trồng cây này là thế, còn cách trồng và cái những mô hình cây này là thế, còn ngoài ra ấy, thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người biết chăm sóc cái loài cây này. Thì ngoài việc mà tưới nước 1-2 lần một tuần đối với cái loài cây trồng đất ý, thì cái loài được trồng đất thì nên đưa ra ánh sáng liên tục trong 2 giờ vào buổi sáng, khung giờ là khoảng từ 10 giờ đổ lại nha mọi người, để giúp cho cây phát triển tốt hơn và đều đặn. Còn đối với cái loài thủy sinh này thì chăm sóc cũng cực kỳ dễ, mọi người một tuần thay nước 1 lần và để cho mực nước ngập rễ và để một chút một khoảng trống để cho rễ có khoảng để thanh lọc và hô hấp, thì cây sẽ giúp cho cây phát triển cực kỳ tốt. Và cái loài thủy sinh này trồng cũng cực kỳ dễ và đang rất là được ưa chuộng hiện nay. Với cái chậu nhỏ xinh và bắt mắt như thế này thì giá thành của nó, như cái này video về giá thành của nó cũng không có đắt, cực kỳ rẻ thôi, thì nó sẽ dao động từ khoảng 180 cho đến 250 tùy là size cây. Thì cái cây này bên shop em đang có sẵn cho mọi người hơn. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ ngay tại Sabu 39 VD để em liên hệ trực tiếp với em và đinh về ngay một cái cây đẹp như thế này nha. Không chỉ có thủy sinh mà đất ngoài đất cũng có. Nếu mọi người thích trồng đất thì cũng có thể liên hệ qua bên em. Thì trên đây là một số cái lưu ý về cách chăm sóc và nghĩa phong thủy của cây vạn lộc này. Nếu mọi người thích thì hãy liên hệ ngay bên shop em và hoặc đến trực tiếp ngay tại địa chỉ mà em để bên góc trái màn hình, thì mọi người có thể qua đây để
có thể khám phá thêm về sao lưng của em này. Sao lưng của em cực kỳ nhiều loài cây đẹp luôn, có cả những cái cây treo này, đủ loài, ví dụ như bạn liên thay hay là bạn lâu đỏ, cây bình an này, rất là nhiều luôn mọi người. Mọi người thích thì hãy qua hai bên show em nha. Bye bye mọi người.